Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để hướng dẫn một bác khách ở trong miền Nam chơi một cục đẩy 4 kênh này, đánh hai đôi full mà 4 kênh đều có tín hiệu nhạc. Có rất là nhiều các bác khách hỏi điện đến Tùng Nguyễn Audio và hôm nay Tùng Nguyễn làm một clip hướng dẫn cho bác khách này và các bác cùng tham khảo. Hôm nay em đang chỉ có test một chiếc loa full 30 thôi, nhưng mà test cho nó sống cả 4 kênh mà cùng có nhạc trên một con vang. Bình thường vang cơ hay vang số thì các bác chỉ sử dụng được có 2 kênh thôi, đúng không ạ? Chỉ xuống nhạc được có 2 kênh. Mà các bác đang không biết là làm sao để cho 4 kênh đều có nhạc. Tùng Nguyễn hôm nay giới thiệu đến tất cả các bác là một con đẩy BF B4800 chạy 800W một kênh. Cục đẩy này là một cục đẩy hàng nặng ký, chuyên đánh A dây và đánh phòng hát. Và cục đẩy này có những bác khách muốn đánh súp hơi 50 và đánh loa full 40. Những cấu hình mà có muốn đánh súp hơi 50 thì phải đánh chính cục đẩy B4800 này. Bên Tùng Nguyễn Audio đang làm cục đẩy B4800 này là để cho tất cả các bác khách được sử dụng con cục đẩy này được bền hơn. Vì cục đẩy này chất lượng của nó rất là tốt. Thứ nhất là ít phải bảo hành. Thứ nhất là Tùng Nguyễn bán ra một cục đẩy, các bác đã mua cục đẩy này có thể đắt hơn so với dòng đẩy khác, có thể là 500-600 nghìn một cục, khẳng định là thế. Nhưng ở trên thị trường có rất là nhiều các dòng đẩy nhái khác nhau. Và cục đẩy này chất tiếng của nó cực kỳ hay và độ bền của nó cao, đánh rất là trâu và khỏe, công suất nó đủ. Và đẩy thì bây giờ mà các dòng hàng công ty thì chất lượng của nó tốt và nguồn của nó là nguồn lớn. Đấy, còn ở trên thị trường bây giờ có nhiều các mặt hàng khác nhau lắm. Một con vang Lex FX8 này và một bộ mic BSVK6, bác chỉ lấy cục đẩy với cả bộ mic BSVK6 thôi. Đây là bộ mic BSVK6 này. Bộ mic BSVK6 này là 2,5 triệu một bộ. Còn cục đẩy này là 8,5 triệu một cục bao ship. Cục đẩy này đợt này nó bị tăng giá. Thì hôm nay Tùng Nguyễn sẽ làm một cái clip để cho tất cả các bác xem đây ạ. Em tắt cái quảng cáo này đi. Đây là bình thường con vang này, để cho Tùng Nguyễn giới thiệu cho tất cả các bác nhé. Bình thường con vang nó chỉ có hai cổng này để xuống đường nhạc thôi, đúng không ạ? Ví dụ các bác đánh súp hơi thì nó có một cái cổng súp watt ở đây này, đánh súp hơi này. Còn đây là đường center này. Đường center thì hầu như là không dùng tới, chỉ dùng tới là một cổng súp và hai đường nhạc. Thì hai đường nhạc này xuống đây thì các bác mà sử dụng chỉ sử dụng được mỗi hai kênh thôi, mà mình đang không biết là làm sao để cho 4 kênh nó có nhạc, đúng không ạ? Đấy, nếu các bác sử dụng hai quả súp hơi thì nó lại khác. Nhưng các bác có nhiều bác lại muốn là sử dụng là hai đôi loa full. Thế nên là Tùng Nguyễn sẽ ra một cái clip này. Đây, cực kỳ rõ ràng nha, một kênh nha. Tùng Nguyễn một kênh, Tùng Nguyễn sẽ đấu vào kênh 1, đúng không ạ? Đấu hẳn vào kênh 1. Đây là cái dây của nó là kênh 1 nhá. Đấy, dây thứ hai thì Tùng Nguyễn sẽ đấu vào kênh 3 để cho tất cả các bác dễ hiểu. Có thể đấu kênh 1, kênh 2 cũng được, hoặc kênh 3, kênh 4 được, có thể câu sang nhau, nhưng mà Tùng Nguyễn đấu kênh 1 và kênh 1, kênh 2, cái 2 này và cái 3. Đấy, sang hẳn cái 3 đi. Đấy, sang hẳn cái 3 thì cái đường dây này khi các bác muốn sử dụng hai đường xuống này rồi nhá, là chiếm mất hai kênh rồi nhá. Thì các bác sẽ lấy thêm một đôi ca lông như này nữa, lấy thêm cho em một đôi ca lông như này nữa để cắm vào cái đường watt bút này. Đây này. Cái đường này là đường input vào, đúng không ạ? Đấy, nó có ba cái chân như này này. Mình cắm từ con vang xuống. Đấy. Xong rồi, mình sẽ câu vào cái đường 1 thì đây là đường watt bút, đường ninja này, đường ninja này. Cắm vào đây. Thì cái dây này của nó này, đấy. Cái dây này của nó thì nó cái đầu này là đầu vào. Đầu vào của cái đường 2 này. Từ 1 thì mình câu sang 2 này. Đấy. Thế là kênh 1, kênh 2 nó sẽ lấy tín hiệu nhạc của nhau. Và Tùng Nguyễn đang cắm vào kênh 3 thì kênh 3 lại nai sang kênh 4. Đấy, nai vào kênh 4 này. Đấy. Còn đây là đường ninja này, nai vào kênh 4. Thì bây giờ Tùng Nguyễn sẽ mở nhạc cho tất cả các bác nhé. Con này có chế độ dồn cầu nhé. Hai cầu đỏ này, cầu dương này, cầu âm này. Thì mình dồn cầu thì dương thì là dương, âm thì là âm. Còn bình thường thì mình đánh đen với đỏ đây, đen với đỏ đây. Thì nếu mà dồn cầu thì mình phải gạt các công tắc ở dưới đây này. Con này chạy 4 quạt. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn sẽ test cho tất cả các bác cùng nghe này. Đây này. Bây giờ nhá, mở nhạc nhá. Tùng Nguyễn đang mở hết tất cả volume lên, đúng không ạ? Nhưng mà đang chỉ test có một cái new trick thôi. Chiều lại chiều qua chim phố thì xa bao lớn bạn bè còn đam mê. Kênh 1 này sang đến kênh 2 này. Chàng đời thư sinh chốt.
xong được kênh 2 này, kênh 3 này. Xong được kênh 3 thì nốt kênh 4 là 4 kênh được có nha. Ok chưa các bạn? Ok chưa ạ? Các bác cảm thấy video là bổ ích mà nhiều người không biết. Nếu các bác đi làm sự kiện thì thôi không phải nói làm gì. Nhưng nhiều các bác đang sử dụng đầy 4 kênh mà dùng gia đình mà không biết. Thì các bác xem video nhớ like và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Audio. Và hôm nay Tùng xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.